Clip thứ hai này là thầy sẽ chỉ cho pha trộn tiếng một số cái tiếng tiêu biểu ha. Rồi, khi mà ấn vào cái nút Voice Display này thì nó sẽ thể hiện ra những cái tiếng nào mà mình pha trộn. Bây giờ thầy sẽ chỉ cho hướng dẫn pha tiếng organ nha. Đây là tiếng organ. Tay trên thầy sử dụng organ 2, string 2 và tiếng trộn, tiếng solo là tiếng của cái clear này này. Là tiếng số 1. Là violin nhá. Và lưu ý là hai cái này để cái tớt ở cái mức thấp nhất và cái violin 1 này sẽ để cái tớt ở cái mức cao nhất để tạo ra cái âm thanh hay ha. Để lúc mà mình muốn mạnh nhẽ nó sẽ vô. Rồi, ở dưới, tay dưới này, lower này, thầy sẽ để organ 1 và pha thêm một tí xíu nữa là tiếng guitar. Nhưng mà guitar 1, 2, 3, TR nhá. Nó sẽ rất là hay. Rồi, tiếp theo này là bedan này, sử dụng organ bạc 1 và timpani nha. Không có rôn nha, cái này thầy thêm rôn, không rôn nha. Để tạo được cái âm thanh đó. Âm thanh như vậy đó. Đó, vậy nha. Rồi, nhìn sơ bộ đây là tiếng dành cho organ nha. Giờ tiếng thứ hai nữa là tiếng piano và violin. Rồi, nhìn nha. Piano 1. Tay trên này, upper này, tay trên này. Piano 1, string 2. Và tiếng solo cao nhất là violon. Tiếng violon này sẽ để cái tớt cao. Còn piano này với string này sẽ để cái tớt thấp. Rồi tay dưới này cũng piano và string luôn. Nhưng đặc biệt cái pedal á, nó sẽ đặc sắc hơn ở đây là mình xài organ bass 1 nhưng mà để ở cái mức thấp, volume thấp. Và tiếng nền là cái tiếng solo của pedal á, là tiếng piano 2 sẽ tạo được cái âm thanh như vậy. Mình đạp nhẹ thì nó sẽ là bạt, nhưng mà đạp mạnh thì nó sẽ bao gồm cả vừa bạt và cả vừa tiếng piano bạt nữa. Đó, nghe rất là hay. Chẳng hạn nha. Bây giờ mình bấm la thứ nha. Đó, tay trên nó vừa piano mà vừa violon. Mình sẽ nhấp nhẹ thì nó ra piano, nhấp mạnh nó ra violon. Tay dưới piano không này. Rồi tiếng tiếp theo nữa. Đây. Tiếng đàn hạt. Tiếng đàn hạt này. Nghe rất là hay. Tiếng đàn thiên thần á. Ở trên violon cũng pha thêm string vào để cho nó tạo ra cái âm thanh nghe nó lạ lạ, nghe nó dày tiếng á. Rồi bên solo thêm một tí saxophone. Đó, đánh nhẹ ra violon, đánh mạnh ra saxophone là do cái chức năng tớt nó làm nha. À, ở dưới sẽ tiếng đàn hạt và phải pha thêm một tí string nữa vào nghe nó ấm hơn. Rồi tiếng organ là lại là tiếng phổ biến nha, truyền thống nha. Rồi đây xài tù và để mức ở vừa vừa này. Nhưng mà thầy sẽ thay chamber roll, nó sẽ ra cái âm thanh như vậy này. Đó, thấy không? Những cái bài hát nào mà cần cao trào á, thì sử dụng cái âm thanh này vào. Chẳng hạn như bài bài Niềm Vui Thiết Tha đi hay như nào nha. Để thầy vô nha.
mình chuyển ngay cái tiếng này qua tiếng đơn chimpanzee đơn nhá. Nhìn này. Niềm này nghe lại. Niềm vui, niềm vui dâng thiết tha. Đó, nó là như vậy đó. Rồi quay lại cái trang chủ của nó nhá. Voice display này sẽ thấy này. Violon, string, harp, string 2, tiếng solo là saxophone, tiếng bass này, organ bass, chepati, chempani, ok, rồi nhớ nhá. Rồi thêm một ví dụ nữa. Tiếng saxophone đặc sắc luôn, nó đi với piano điện tử thì nó sẽ là nghe rất là lạ nha. Chẳng hạn như cái mấy cái bài hòa tấu như vậy. Hay mấy cái bài giống như nhạc phim Titanic á. Còn piano điện tử tiếng nó như vậy này. Ok. Nghe nó rất là hay nha. Rồi nhìn cái bảng điện tử này mà điều chỉnh. Để ý là cái phần mà upper với blower, chúng ta sẽ đánh to nhỏ bằng cái pedal chân volume ha. Còn cái tiếng mà layer 1 và cái tiếng layer 2 này này thì lưu ý là lúc nào cũng phải để cái tớt của nó, chẳng hạn nhấp vào nó này. Nhấp hai lần thì nó ra này. Cái tớt nó cao thì mình đánh, mình những cái lúc cao trào mình muốn solo nó vươn lên cái tiếng đó thì mình sẽ đánh nó lên cao được. Nghe nó rất là tuyệt vời ha. Còn cái gì nữa không đây? Đó, cái phần để ý đây nè, góc bên này là cái sustain, có nghĩa là cái làm cho tiếng nó vang hơn. Thì để ý nha, lúc nào pedal cũng phải bật bật cái sustain nó sáng lên này. Còn cái này là upper này, là cái phần vang của tiếng trên. Cái lower là cái phần vang của tiếng dưới. Mình đánh ở trong nhà thờ thì mình cứ để những cái này nó vang lên, nghe nó vang vọng, nó lớn tiếng, nó nghe nó hòa âm của nó tốt hơn. Chứ mình đừng có tắt những cái chức năng này đi nhá. Tắt đi thì nó ra cái âm thanh chẳng hạn này. Nó đơ này. Rồi khi mà thầy bấm sớt tần lên nữa, nó vang thôi. Đó, nó có độ ngân. Thì khi mà đụng vào cái trang của nó thì ở bảng điện tử nó cũng đã hiện lên này. Mình có thể điều chỉnh bằng cách bấm như vậy nha. Nhưng mà phải lưu lại nha, nhớ. Còn cái phím D này thì chúng ta không cần quan tâm nó làm gì à. Này. Châm này, nhảy theo yêu cầu này, Resist for này, nhảy yêu cầu này, Sit là nhảy liên tục này, phím D. Phím D nó không có tác dụng gì hết chứ. Mấy cái kiểu đánh luyện lướt ngón về cho nó hay này, luyện như vậy nhá.